tăng trưởng chậm nhất 20 năm trở lại đây, lần đầu tiên sau hai thập kỷ trở lại đây, internet sắp mất đi vị thế là ngành phát triển nhanh nhất của thị trường quảng cáo toàn cầu. Theo nghiên cứu của tập đoàn truyền thông Zenith, trong năm tới đây, thị trường quảng cáo trực tuyến toàn cầu, nơi vốn được thống trị bởi Facebook và Google được dự báo có mức tăng trưởng 10%, thấp nhất kể từ năm 2001. Lý do của điều này là bởi các công ty lớn đang ngày càng quan tâm đến những vụ bê bối kỹ thuật số, tình trạng tin giả Quảng cáo xuất hiện bên cạnh các video có nội dung xấu độc trên YouTube cũng là một mối lo ngại lớn. Động thái này đã gây một áp lực mạnh mẽ đối với các nền tảng internet. Các thương hiệu đang tìm kiếm không gian ít rủi ro hơn nhằm chi tiêu ngân sách quảng cáo. Do vậy, đang có xu hướng chuyển dịch từ quảng cáo trực tuyến sang các loại hình quảng cáo truyền thống như điện ảnh, bảng quảng cáo và banner trên internet, lĩnh vực quảng cáo ngoài trời, bao gồm các bảng quảng cáo tại những địa điểm công cộng dự kiến sẽ tăng trưởng 5% trong năm tới. Quảng cáo điện ảnh sẽ là mảng quảng cáo phát triển nhanh nhất với tốc độ tăng trưởng lên đến 12% vào năm 2020, bất chấp sự phát triển của những nền tảng phim trực tuyến như Netflix, việc đầu tư liên tục vào công nghệ với các hiệu ứng được sử dụng trong những bộ phim bom tấn đã đem tới sự thay đổi tích cực cho ngành công nghiệp điện ảnh, trải nghiệm sang trọng tại các rạp chiếu phim bởi hệ thống ghế ngồi, menu đồ ăn cũng góp phần không nhỏ vào thành công này. Các thương hiệu đang ngày càng hồ nghi với quảng cáo trên internet khi mà họ không chắc chắn được rằng những người nhìn thấy chúng là ai. Trong khi đó, người dùng lại đang có mức độ tin tưởng cao hơn đối với những quảng cáo trên màn hình lớn thay vì những gì nhận được trên Internet. Dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, quảng cáo trực tuyến vẫn chiếm tới một nửa quy mô thị trường quảng cáo 650 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020.